Tiết Nha dịp lễ sắp tới muốn xịn sò như nhà hàng thì cùng Porsche thử ngay công thức bò Wellington này nha. Thịt bò nhờ có tủ lạnh Porsche bảo quản nên giữ nguyên độ tươi ngon. Phết bơ đều lên các mặt của miếng thăn bò, ướp một ít muối và tiêu rồi mang thịt đi áp chảo. Bật bếp từ Porsche, chọn chế độ Perfect Dry. Bề mặt bếp từ Porsche siêu dễ lau chùi, chảo nóng cho thăn bò và cùng một ít bơ lạc, áp chảo thăn bò đều các mặt. Có tính năng Perfect Dry trên bếp từ Porsche, các mặt thịt được áp chảo vàng đều, không lo cháy xém. Cho bò đã áp chảo vào lò nướng Porsche, chọn tính năng Hot Air Grilling, đặt 165 độ C trong 20 phút. Phần nhân gồm hạt dẻ và nấm mỡ được xay bằng máy xay đa năng Porsche nên thu được thành phẩm đúng độ nhuyễn yêu cầu. Để làm phần nhân, cho một ít dầu ăn vào chảo, rồi cho hỗn hợp hạt dẻ và nấm vào chảo và đảo đều. Thêm lá xạ hương, nêm nếm muối, tiêu rồi cho rượu vang trắng vào. Bạn nấu cho tới khi hỗn hợp khô và có độ kết dính. Xếp chồng 20 giấy bọc thực phẩm lên thớt và đặt thịt xông khói lên. Cho hỗn hợp nấm hạt dẻ lên thịt xông khói và trải đều. Sau đó đặt miếng thịt bò lên. Cầm các mép của phần màng bọc để gói sao cho thịt xông khói bao tròn khối thịt bò, rồi nhẹ nhàng cuộn lại thành hình xúc xích và xoắn hai đầu của màng bọc thực phẩm để thắt chặt khối thịt. Thịt cuộn xong cho vào tủ lạnh khoảng 10 phút. Đặt thịt vào giữa miếng bột pastry và bọc khối thịt lại. Dùng dao khía vài đường trên bề mặt lớp bột để thành phẩm đẹp mắt hơn. Quét hỗn hợp trứng sữa lên khối thịt bò Wellington. Để vào tủ lạnh thêm 15 phút. Đặt khối thịt Wellington lên giấy nướng, sau đó cho vào lò nướng Porsche. Chọn tính năng 3D Hot Air, đặt ở 200 độ C trong vòng 30 phút đến khi lớp bánh vàng giòn. Vỏ bánh ngoài vàng rượu, thịt bên trong chín đúng độ, ăn kèm với phần nhân nấm hạt dẻ thơm ngon nữa là đúng chuẩn món bò Wellington. Ăn uống xong xuôi cứ tưởng phải dọn rửa mệt mỏi, nhưng có máy rửa chén Porsche thì không phải lo nữa rồi. Sắm gia dụng Porsche, sống chuẩn chất Đức.